Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Vietnam. Sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bão Coi-nu sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh. Lời khai của nghi can sát hại người phụ nữ ở chợ đầu mối Thủ Đức. Phó chủ tịch phường nơi có 700 nhà trái phép bất ngờ xin nghỉ việc. Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị đánh, lột áo quần ở Nghệ An. Hàng ngàn công nhân Nghệ An nghỉ việc vì không được tăng lương. Mở đầu bản tin chiều ngày 3 tháng 10, tạp chí Vietnam sẽ có những cập nhật tới quý vị thông tin mới nhất về thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay cơn bão Coi-nu đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc bảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão Coi-nu sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ sáng ngày 4 tháng 10, trung tâm bão ở vị trí 21,6 độ Kinh Bắc, 123 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan của Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, giật trên cấp 17. Dự báo vào khoảng sáng ngày 5 tháng 10, bão Coi-nu sẽ đi vào Bắc Biển Đông, áp sát khu vực phía nam đảo Đài Loan. Lúc này, sức mạnh của bão giảm đi nhưng vẫn giữ cường độ của một cơn bão rất mạnh với sức gió vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Coi-nu đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km trên 1 giờ. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm, có khả năng đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Coi-nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông của nước ta từ đêm 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, từ đêm ngày 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8, 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, từ đêm 4 tháng 10 sóng biển có thể cao từ 5 đến 7 mét. Tiếp theo là thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa ngày 30 tháng 9, cơ quan công an đã điều tra, lấy lời khai ban đầu của nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú thành phố Thủ Đức. Qua quá trình điều tra, bước đầu, bà Dung thừa nhận đã ra tay sát hại dã man chị HTTT, 26 tuổi, quê Long An, tạm trú thành phố Thủ Đức, tại bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa ngày 30 tháng 9 vì mâu thuẫn tiền bạc. Được biết, nạn nhân là chủ vựa tại chợ đầu mối, còn nghi can Dung cùng chồng là người bán rau dạo bằng xe ba gác. Theo thông tin điều tra, hai bên mâu thuẫn tiền bạc từ lâu nhưng chưa giải quyết được. Trưa ngày 30 tháng 9, cả hai đã hẹn nhau ra bãi xe ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức để giải quyết. Khi nói chuyện, hai người đã xảy ra cự cãi lớn tiếng, bà Dung đã ôm vật chị T xuống nền đất rồi rút dao mang theo sẵn, dùng làm hung khí đâm vào cổ, cơ thể của chị T. Đáng nói, toàn bộ diễn biến vụ giết người này được camera an ninh ở chợ ghi nhận chi tiết, lúc này có người đàn ông chứng kiến nhưng không hề có động thái can thiệp. Sau khi gây án, bà Dung đã lấy một số tài sản mà nạn nhân T mang theo, bao gồm điện thoại, một đôi bông tai vàng, một dây chuyền vàng, một bộ lắc vàng và số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, nghi can Dung về nhà trọ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Tại đây, Dung đã tắm rửa, lau sạch dấu vết máu trên người. Đáng nói, nghi can nói sự việc gây án cho chồng nghe, người chồng đã mang quần áo dính máu của bà Dung ra cạnh nhà, tẩm xăng và đốt. Do bất cẩn nên ông này bị bỏng ở chân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Công an đã đưa nạn nhân T đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong. Ngay trong chiều ngày 30 tháng 9, nghi can Dung bị bắt giữ tại phòng trọ. Bà Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi và nói là không nhớ đã đâm nạn nhân T bao nhiêu nhát và việc lấy tài sản của nạn nhân là để cân trừ nợ. Công an cũng tạm giữ chồng của nghi can Dung để điều tra. Phó chủ tịch phường nơi có 700 nhà trái phép bất ngờ xin nghỉ việc. Thưa quý vị, vụ việc ông Phan Lê Việt Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ xin nghỉ việc khi địa phương này đang lùm xùm về việc có 700 căn nhà xây trái phép gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Ông Phan Lê Việt Cường, 33 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã có đơn gửi Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân để xin nghỉ việc từ ngày 26 tháng 9. Trong đơn xin nghỉ việc, ông Cường nêu rõ lý do vì hoàn cảnh gia đình, ông Cường sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân sau khi được chấp thuận. Với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân, ông Cường được phân công phụ trách về công tác trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ông Cường đã nhận chức Phó Chủ tịch phường Phước Tân cách đây vài tháng. Được biết, phường Phước Tân là địa phương có hơn 700 căn nhà trái phép khi kiểm kê giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phước Tân chủ động rà soát nguồn gốc đất thời điểm xây dựng đối với 700 căn xây dựng trái phép, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 14 tháng 10, đồng thời gửi thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Đồng thời, giao thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị xem xét nội dung khó khăn liên quan đến 700 căn nhà trái phép trên. Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị đánh, lột áo quần ở Nghệ An. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh trường trung học cơ sở Thành Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bị đánh hội đồng, lột quần áo. Hình ảnh trong clip cho thấy, mặc dù nữ sinh bị đánh năn nỉ xin tha, nhưng nhóm bạn vẫn không dừng lại. Sau khi lột áo, nhóm nữ sinh này không cho nạn nhân che chắn, bắt thả tay ra để quay clip kèm theo những lời bình phẩm hết sức dung tục. Một nữ sinh, nhiều khả năng là người quay video clip, đe dọa sẽ đăng video lên mạng xã hội. Nạn nhân sau đó được xác định là em NTPA, sinh năm 2009, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở xã Thành Mỹ. Nhóm nữ sinh đánh bạn có 2 người ở xã Cát Văn, 2 người ở xã Phong Thịnh và xã Thanh Tiên, đều thuộc huyện Thanh Chương. Kết quả xác minh ban đầu, sự việc diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tại khu vực rừng keo ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. 4 nữ sinh trú tại các xã Thanh Tiên, Phong Thịnh, Cát Văn, huyện Thanh Chương tham gia đánh, lột đồ, quay clip. Trong đó có 3 em trực tiếp hành hung nữ sinh Nga. Ông Nguyễn Bá Phương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thành Mỹ cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập nên toàn bộ học sinh của trường được nghỉ. Khuya ngày 28 tháng 9, một số bạn nữ cùng lớp của nữ sinh này biết được vụ việc qua video clip trong nhóm gửi lên, đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Sáng ngày 29 tháng 9, nhà trường đã cử đại diện nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đến nhà em A. Em A cho biết, do xích mích, thách thức trên mạng xã hội nên ngày 28 tháng 9, em này được các bạn rủ đi uống nước. Tuy nhiên, sau đó em này đã bị đưa vào khu vực rừng keo xa khu dân cư và bị tát, lột áo, quay clip. Hiện tâm lý của em A đã ổn định và trở lại trường học bình thường. Cũng tại Nghệ An, mới đây, hàng ngàn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng tại huyện Diễn Châu đã nghỉ việc vì không được tăng lương. Theo thông tin, chiều ngày 2 tháng 10, 6.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đã ngừng việc tập thể. Các công nhân đề nghị một số nội dung như tăng lương cơ bản, xem lại thái độ của cán bộ công ty, điều chỉnh thời gian họp. Sau khi tập trung tại nhà xe đến khoảng 13 giờ 30 phút, trên 5.000 công nhân đã đồng loạt ra về. Đến cuối ngày 2 tháng 10, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đã thông báo trả lời những kiến nghị của công nhân. Về yêu cầu tăng lương cơ bản, theo công ty này, mức lương tối thiểu vùng 3 huyện Diễn Châu là 3.640.000 đồng. Mức lương cơ bản hiện tại của công ty là 4.130.000 đồng, cao hơn so với mức lương cơ bản vùng, phù hợp với quy định. Xem xét tình hình hiện tại, công ty không thể điều chỉnh tăng lương. Thời gian tới, công ty sẽ xem xét và giải quyết hai nội dung còn lại. Thưởng tháng 13 sẽ được tính theo quy định phúc lợi của công ty, tăng số lượng công nhân hưởng độc hại nặng nhọc, tăng mức phụ cấp độc hại nặng nhọc. Cũng mong thông báo được nêu trên, ban giám đốc công ty cũng yêu cầu tất cả công nhân đi làm trở lại vào sáng ngày 3 tháng 10. Những công nhân nghỉ tự do 5 ngày trong tháng sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, đến sáng ngày 3 tháng 10, hàng ngàn công nhân tập trung trước cổng công ty vì cho rằng cách trả lời của công ty chưa thỏa đáng. Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Diễn Châu cùng chính quyền địa phương đang làm việc với công nhân và lãnh đạo công ty để nắm bắt tình hình, tìm hướng giải quyết. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.